Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2024, từ thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, có người gửi tin nhắn cho tôi hỏi rằng câu chuyện chùa Bát Nhã ở Santa Ana, Nam California, anh Hùng có theo dõi hay không? Và là luật sư, anh Hùng có góc nhìn pháp lý về vấn đề này như thế nào? Câu chuyện lùm xùm của chùa Bát Nhã ở trên đường số First and New Hope là một câu chuyện trong những ngày qua bùng nổ lớn ở hải ngoại, nên tôi có theo dõi. Tóm tắt đến quý khán giả để quý khán giả nắm vững những gì xảy ra. Chùa Bát Nhã do Hòa Thượng Viện Chủ Thích Nguyên Trí sáng lập và làm trụ trì cho tới khi mà cháu gái của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí qua bên đây, tức là qua bên California. Số là cách đây khoảng vài chục năm, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí được một số thiện nam tín nữ rất tôn kính và theo ông, nhận ông làm sư phụ. Và ông đã lập chùa, trước đó lập ở trên đường Sullivan. Nhưng tới năm 2016 thì ông mới mua lại một cái nhà hàng có một miếng đất rộng ở trên đường Santa Ana, First và đường New Hope, để rồi ông xây cất một trung tâm Phật giáo nơi đây. Từ đó đến nay, tức là khoảng 8 năm, chùa phát triển vì rất đông thiện nam tín nữ tới nơi đây để mà hành đạo. Rồi có những tuần trai, tuần này tuần nọ, rất là nhiều liên tục. Cho mãi gần đây, đó khoảng chừng năm 2019-20 đó, thì Hòa Thượng Thích Nguyên Trí có một cô cháu gái ruột gọi Hòa Thượng Thích Nguyên Trí là cậu. Tức là mẹ của cô cháu gái đó, tên ngoài đời là Huệ Nghiêm. Thì cô Huệ Nghiêm này có người mẹ là chị ruột của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Thì cô Huệ Nghiêm là xuống tóc thành ni, trở thành là sư cô Huệ Chiếu. Sư cô Huệ Chiếu từ Việt Nam qua bên Nam California và đã được Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và Hội đồng Điều hành Board of Directors của tổ chức thiện nguyện vô vì lợi 501c3 của chùa Bát Nhã đó chuyển giao cái quyền điều hành cho sư cô Huệ Chiếu. Thế là sư cô Huệ Chiếu trên giấy trắng mực đen trở thành là Abbess, nghĩa là nữ tu viện trưởng của Bát Nhã. Rồi cách đây khoảng hơn một năm, Huệ Chiếu mới chuyển tên như thế nào đó mà không qua một cái resolution, tức là một cái nghị quyết của tổ chức 501c3 để chuyển tên chủ quyền của chùa Bát Nhã sang chính tên của cô ở ngoài đời, đó là Huệ Nghiêm. Rồi sau đó đó, sư cô Huệ Chiếu với tên ngoài đời là Huệ Nghiêm mới đi vay một tổ chức tài chánh dùng chùa Bát Nhã làm tài sản thế chấp, vay 1.7 triệu hay 1.8 triệu gì đó. Tổ chức tài chánh đó xem các cái dữ kiện thì yêu cầu là sư cô Huệ Chiếu phải làm lại, phải chuyển từ tên của cô sang chính lại tên của cô mà không dính líu gì chùa Bát Nhã hết. Thế rồi cô đã làm điều đó và cô rút ra 1.7 triệu hoặc 1.8 triệu. Nhưng mà tiền lời tính ra đó là 11 chấm mấy%, khoảng là 12%, thì mỗi một tháng phải trả lại cho cái cơ sở tài chánh đó, tiền lời không thôi là khoảng chừng 16 cho tới 17 ngàn. Dẫu vậy đó, gần 2 năm qua,
Sư cô Huệ Chiếu đã không có trả tiền cho cơ sở tài chánh đó, thì cơ sở tài chánh đó đã bán đấu giá chùa Bát Nhã. Và có một người tên là Jennifer đã mua chùa Bát Nhã đó, và Jennifer đã nhờ cơ quan luật pháp của nước Mỹ thông báo đến ban trị sự cùng với tất cả thiện nam tín nữ biết rằng là phải di dời tất cả những gì ở nơi đó đi, ngay cả các tro cốt cũng phải rời đi, còn không có khoảng chừng bao nhiêu ngày đó thì cơ quan pháp luật sẽ tới và sẽ tịch thu. Đứng trước tình hình này đó thì các thiện nam tín nữ mới bật ngửa ra, đó là vào ngày mùng 8 Tết vừa rồi, bật ngửa ra là chùa đã bị bán đấu giá rồi. Thế một số Phật tử như là ông Lê, Huỳnh Tấn Lê là người sát cánh với Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ngay từ lúc đầu thành lập chùa, cùng với một số Phật tử đi tới bóp cảnh sát để tương trình sự kiện và cho rằng đây là một sự bán đấu giá gian lận. Và có một số Phật tử lại xin chữ ký để đệ trình lên công tố viên của quận hạt Orange County để điều tra. Vì vấn đề này là vấn đề họ cho rằng là gian lận để bán đấu giá chùa Bát Nhã. Nó là tội hình, nó là hình sự hơn là dân sự. Và với những thỉnh nguyện của các thiện nam tín nữ thì District Attorney, tức là công tố viên của Orange County nhập cuộc, và bây giờ đang có những xào xáo xảy ra ở chùa Bát Nhã. Vì chuyện mà sư cô Huệ Chiếu chuyển quyền, chuyển title, tức là chủ quyền chùa Bát Nhã đó, từ một công ty bất vì lợi, tức là một công ty vô vì lợi, sang cái gì đó cho cô, rồi từ cô lại chuyển cho cô luôn, là một chuyện nó không có lý khi mà không có những resolution. Như lời ông Huỳnh Tấn Lê là người đứng chung với Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ngay từ lúc đầu thì cho rằng là hoàn toàn không có. Vậy thì nhiều người nói rằng đây là một sự gian lận, một sự cấu kết gì đó. Có ai đó đứng đằng sau sư cô Huệ Chiếu thì sư cô Huệ Chiếu mới dám mà chuyển gì đó, chuyển title, tức là chủ quyền của chùa Bát Nhã để sang tên cho cô, rồi cô lại dùng tên của cô sang tên cho cô một lần nữa, không dính líu đến chùa Bát Nhã, rồi mới vay mượn lấy đi khoảng chừng 1.7 triệu, 1.8 triệu và không trả lại từ đó đến nay. Nên cơ sở tài chánh đó đã bán đấu giá, trong khi đó thực tế đó chùa Bát Nhã theo một số người nói chỉ còn khoảng chừng mấy chục ngàn nữa thôi. Cái thời điểm mà sư cô Huệ Chiếu đó vay mượn đó, thì chỉ còn nợ có mấy chục ngàn à. Nếu trả hết mấy chục ngàn đó thì coi như là không có nợ đồng xu cắt bạc nào của chùa Bát Nhã nữa. Nhưng bây giờ đó là người ta rút ruột ra 1.7 triệu gì đó và không trả, thì coi như cái số tiền đó không cánh mà bay. Bây giờ đó là góc nhìn của tôi về vấn đề pháp lý như thế nào. Thứ nhất là tôi xin lỗi Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, vì nhiều người cho rằng ai đó đứng đằng sau sư cô Huệ Chiếu. Quả thật đúng như vậy, nếu sư cô Huệ Chiếu không có người hướng dẫn thì không có dám làm những chuyện đó đâu. Tôi cho rằng người mà đồng lõa chuyện này cái đã, trên phương diện về vấn đề dân sự trước, thì Hòa Thượng Thích Nguyên Trí là người đối với tôi cho rằng là reckless negligence. Reckless negligence tức là bất cẩn một cách kinh khủng, khi mà mình đang là Hòa Thượng chủ trì, mình tấn phong cháu gái của mình, cháu gái ruột, lên làm Nico
viện trưởng. Chùa này là chùa tăng, tự nhiên nó biến thành chùa ni, đó là một vấn đề rồi. Có bao giờ Hòa Thượng Thích Nguyên Trí được sự đồng ý của hội đồng điều hành hay không? Hoặc là hội đồng chỉ đạo hay không? Đang là chùa tăng biến thành chùa ni thì cũng phải có một phiên họp, phải có một resolution. Thì tôi không thấy ngay cả ông Huỳnh Tấn Lê nói về vấn đề này. Thì vấn đề này nếu chỉ là do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tấn phong cho cô Huệ Nghiêm, tức là sư cô Huệ Chiếu, trở thành là Apex, là viện trưởng để điều hành các nhân sự trong chùa đó. Mà các nhân sự trong chùa thì ngoài cả chính Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và nhiều người là các tăng, thì sư cô Huệ Chiếu có đủ về Phật Pháp thâm sâu hay gì đó để mà điều hành cả một tu viện như vậy hay không? Nên đây đối với tôi, trên phương diện về dân sự cái đã, thì nếu mà không có một resolution như vậy thì chính Hòa Thượng Thích Nguyên Trí là phải chịu trách nhiệm. Vì Hòa Thượng Thích Nguyên Trí trao cho một cái trách nhiệm quá lớn lên trên cháu gái ruột của mình mà không có một sự đồng ý của những người khác là không được. Và ngay cả cái việc có sự đồng ý đi nữa thì nó cũng vi phạm luật pháp của Mỹ, đó là luật nepotism. Đây là cậu ruột tấn phong cho cô cháu gái ruột, không được. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai á, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí còn là phó điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Có một số người thì chưa biết sự khác biệt giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, có cái chữ Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là giáo hội trước đây, trước năm 1975, thì là ủng hộ nhà nước Việt Nam để mà chống lại Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng sau đó đó thì đã tách rời ra và đã bị nhà nước Việt Nam coi đây là một lực lượng phản động. Và họ chạy ra nước ngoài, họ thành lập Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Trong khi đó ở Việt Nam thì tái tổ chức lại thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là sự khác biệt, nghĩa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức chống cộng cực đoan. Và làm phó vấn đề mà điều hành á, thì ở hải ngoại người ta rất e ngại khi nói đến một vị mà rất là đức cao trọng vọng như thế. Nên một vị đức cao trọng vọng như vậy mà chỉ định cô cháu gái ruột của mình không được sự thông báo đến quần chúng một cách rộng rãi, và tôi nghi ngờ là không có cả một resolution luôn. Và ngay cả các Phật tử ở trong ban chỉ đạo cũng không biết, thì đây chính là một reckless negligence của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Tôi là người không ở trong Giáo hội Phật giáo nên tôi không ngại để nói chuyện đó. Vì những người như ông Huỳnh Tấn Lê thì gì sẽ rất e ngại khi mà nói đến thầy của mình, nói đến Hòa Thượng. Nhưng mà đối với tôi có vấn đề lớn do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Điều thứ hai đó, chùa Bát Nhã không phải mới đây bị có cái sự lùm xùm như thế này. Chùa Bát Nhã năm 2021 tháng 12 đã bị nói rằng là có ai ăn cắp tài sản, ăn trộm tài sản giá trị lên tới cả hàng trăm ngàn đô la, mà chuyện đó còn đang lùm xùm chưa biết hết. Nhưng rồi cái chuyện này mới là quan trọng. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã bị hai cô gái trẻ tố cáo là đã sàm sỡ với hai cô gái trẻ đó. Một cô tên là Thi, một cô tên là Tina gì đó. Báo Người Việt và Thời báo đã lên tiếng đó là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí bị kiện vì chuyện là sàm sỡ với những cô gái trẻ đó. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí theo một lời của một cô như cô Tina nói rằng là khi mà cô tỉnh giấc thì thấy Hòa Thượng Thích Nguyên Trí nằm trên người đè cô ấy. Và cô Thi thì đã nói Hòa Thượng Thích Nguyên Trí sờ soạn cô ấy hết
nơi khắp nơi cả chỗ kín nữa. Đó là cách đây mới có hơn một năm thôi. Nên tư cách và nhân cách đạo đức của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đang đặt vấn đề. Tôi cho rằng là đặt vấn đề. Và cộng lại với tự nhiên đưa một cô cháu gái ruột của mình từ Việt Nam qua, rồi phong lên làm nữ tu viện trưởng, để rồi bảo rằng cô ấy chuyển tên cho cô ấy mà cô ấy không có sự đồng ý của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, rồi rút tiền ra, coi như là 1.7 triệu, 1.8 triệu, để rồi bây giờ bán đấu giá chùa. Thì tôi cho rằng nếu không có sự cố vấn và đồng ý của ai đó, chính là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, thì sư cô Huệ Chiếu không dám làm chuyện đó. Nên đứng trên phương diện pháp lý, tôi cho rằng căn nguyên chính là cô Huệ Chiếu. Nhưng mà đằng sau cô Huệ Chiếu là ai? Thì cho tới giờ phút này, tôi có quyền nghi ngờ nhé. Tôi nghi ngờ chính Hòa Thượng Thích Nguyên Trí là thủ phạm đó. Hơn nữa, có một chi tiết cần lưu ý. Khi mà sư cô Huệ Chiếu đi vay mượn một cơ sở tài chánh á, thì cơ sở tài chánh này xem xét xong mới nói rằng là phải chuyển tên. Tên của cô như thế nào sang tên của cô mà không còn dính líu đến tên chùa Bát Nhã. Cơ sở tài chánh, người ta làm việc, người ta rất lo ngại về vấn đề mà giả chữ ký hoặc là chuyển nhượng một cách bất hợp pháp. Chi tiết này cho thấy nếu mà không có sự có mặt của một người uy tín thì cơ sở tài chánh không chấp nhận để chuyển sang, để mà bỏ mất chữ chùa Bát Nhã. Vậy là cơ sở tài chánh đã phải có một sự gì đó bảo đảm của một nhân vật nào đó rất có uy tín trong chùa Bát Nhã thì mới dám chấp nhận một văn bản chuyển nhượng như thế. Nó có tính cách là làm chủ cơ sở nơi đó. Nếu mà các nhân vật ở trong cơ sở tài chánh đó không có sự bảo chứng của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí thì chắc chắn họ không có dám nhận sư cô Huệ Chiếu đâu. Vì sư cô Huệ Chiếu làm sao người ta nhìn vào người ta tin được. Một chùa lớn như vậy là phải được điều hành thực sự bởi ai đó, thì họ nhìn thấy đó chính là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã chuyển nhượng nhưng đứng đằng sau vẫn điều hành chùa thì họ mới tin. Vì tiền lời cao như vậy thì phải hiểu là có một sự thông đồng, và bên cơ sở tài chánh họ vẫn tin là có thể có được tiền. Vì uy tín của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đối với các Phật tử thì người ta mới cúng dường. Chúng ta thấy các thiện nam tín nữ cáo buộc trong những ngày qua, những ngày Tết Nguyên Đán, nhiều người tới nơi đây cúng dường nhưng rồi tài khoản trong ngân hàng là sạch bách hết. Sư cô Huệ Chiếu mới đây thôi mà nắm hết các tài khoản thì phải có lý do. Và một cơ sở tài chánh làm ăn thì họ phải điều tra, họ phải tìm hiểu để mà có đặt niềm tin mới cho vay tiền chứ. Nên tôi nghĩ rằng với những dữ kiện đó, như tôi nói hồi nãy, đối với tôi, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí mới chính là nghi thủ phạm đầu tiên. Bây giờ đó, thì các thiện nam tín nữ yêu cầu công tố viên của Orange County điều tra cô Huệ Chiếu. Tôi nghĩ rằng đầu tiên là truy tố cô Huệ Chiếu về tội gian lận chuyển tên, fraudulent transfer. Và chuyển tên như vậy thì thường không có resolution mà làm cái này cái nọ đó, thì là còn có thể có giả mạo chữ ký nữa. Khi mà truy tố cô Huệ Chiếu rồi đó, thì nó mới lòi ra ai đứng đằng sau. Và tôi nghĩ rằng cô Huệ Chiếu sẽ gọi là rung lẩy bẩy, sẽ lòi ra
Một nhân sự đó là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Hòa Thượng Thích Nguyên Trí có thể giỏi về các giáo lý về Phật Pháp, nhưng mà ông không rành về vấn đề mà luật pháp, về vấn đề bất động sản. Ông nghĩ rằng có thể chuyển cái này cái nọ gì đó, thì đúng, bề mặt nó là như vậy. Nhưng mà bề trong á, thì khi mà chuyển á, nó phải có những nguyên tắc của nó, như là vấn đề như tôi nói, phong mục ABES là phải có một resolution. Rồi khi mà chuyển tên từ cái gì đó của một non-profit organization thì cũng phải có quyết định, tức là một nghị quyết của công ty, thì phải có những vị trong hội đồng chỉ đạo đồng ý. Nói rằng chỉ một mình Huệ Chiếu làm những cái chuyện đó, không ai tin hết, chả ai tin. Huệ Chiếu mới từ Việt Nam qua bên Mỹ, đâu có đủ mà gọi là cái mưu đồ đó, đâu đủ bản lãnh để mà làm chuyện đó, nếu không phải chính Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Như tôi nói hồi nãy, đây là sự suy luận của tôi. Tôi thành thật xin lỗi những ai mộ mến Hòa Thượng Thích Nguyên Trí. Nhưng tôi khi mà nghiên cứu như vậy, tôi thấy rằng quá trình Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đã có những điều lỗi luật nhà Phật, như là cái chuyện gọi là sàm sỡ với các cô gái trẻ như vậy đó, và có những hành động rất là nghi ngờ. Thì coi chừng đây không còn phải là một vị tăng thật sự nữa, mà có lẽ vị tăng này đã sa ngã, nên tìm bằng mọi cách có một số tiền để mà đáp ứng những cái nhu cầu của con người, mà mang cô cháu gái ruột của mình ra như là một bình phong để làm chuyện đó. Đối với tôi là như vậy, tôi có quyền suy nghĩ chuyện đó. Và tôi cũng mong rằng công tố viên của Orange County nhập cuộc thì mọi sự sẽ sáng tỏ. Ai ngoài Hòa Thượng Thích Nguyên Trí ra dám làm chuyện này? Ai? Còn bảo rằng sư cô Huệ Chiếu một mình có những tư duy đó rồi dám làm những chuyện đó, tôi cho rằng không có. Vì cô ấy còn quá trẻ, còn quá mới. Khi mà mới bước qua bên Mỹ mà làm chuyện đó thì chắc là không. Tự nhiên cái được phong lên làm nữ tu viện trưởng của chùa Bát Nhã, tin hay không? Thật là kinh khủng. Đó là góc nhìn của tôi. Câu trả lời của tôi là như thế. Tôi biết rằng câu trả lời này, tôi thành thật xin lỗi tất cả những thiện nam tín nữ ngưỡng mộ Hòa Thượng Thích Nguyên Trí như là vị thầy mà họ đã bái, đó là tăng, vị tăng mà họ bái làm thầy. Có thể lời nói của tôi đây là lời nói công tâm lên, thì tôi cũng hiểu rằng những vị đó sẽ bực mình và có thể là bực tức với tôi. Nhưng mà đứng trên phương diện pháp lý, tôi nói rồi, người mà hỏi tôi đứng trên phương diện pháp lý tôi suy nghĩ như thế nào, thì tôi nói, thứ nhất, phong cho cô gái, cháu gái ruột của mình lên làm nữ tu viện trưởng thì phải có một resolution của hội đồng chỉ đạo. Nhưng trên nguyên tắc luật của Mỹ thì đó là cậu ruột phong cho cháu gái ruột là nepotism, cái đó thì nó là reckless negligence không? Rồi bây giờ bước sang hình sự thì tại vì những quá trình của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí sàm sỡ với những cô gái trẻ mà báo Người Việt, báo Thời Báo đã đăng, chứ không phải là tôi đăng, thì tôi có quyền nghi ngờ với hành vi như thế, thì vị tăng này đã sa ngã. Sa ngã về sắc dục xong rồi mới tìm bằng mọi cách để có tài chánh lo cho cái việc sắc dục của mình, thì mới nhờ đến cô cháu gái ruột mới qua để làm cái chuyện này. Tôi nghĩ là như thế. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.